ghi ghi chép chép cái gì vậy? Nét chữ này là của anh Dũng Linh phải không? Ê, công nhận nha, anh Dũng Linh á, anh đang học trạng sư mà tâm hồn lãng mạn thiệt đó. Cuốn sổ này nè, ảnh ghi lại rất nhiều thơ và truyện ngắn ảnh cho mình mượn để mình sao chép lại đó. Ở trong này ảnh sưu tập đầy đủ thiệt, tác giả nào cũng có hết á. Tính ra hai người cũng là đồng hương ha. Nè, mình kể cho Xuân nghe nha. Ảnh không chỉ là đồng hương của mình đâu, mà hai đứa mình đó, tính ra chơi với nhau từ nhỏ xíu đó. Ảnh nhớ mọi thứ trên đời hết, mà công nhận ảnh hay ghê. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì ảnh cũng nhớ hết. Ảnh kể cho mình nghe, bây giờ mình đã nhớ hết chuyện hồi đó rồi. Rồi ảnh có kể chuyện nhà của ảnh gần đây cho Cầm Thư biết không? Chuyện đó thì không. Nè, bộ ảnh kể cho Hồng Xuân nghe hết hả? Bữa đó thì ảnh buồn buồn, mình mới hỏi. Thì ảnh có nói chuyện má nuôi của ảnh bị bệnh. Ủa, má nuôi của anh Dũng Linh ở đây hả? Từ nào giờ mình chỉ biết là anh Dũng Linh là con của bác cả Dũng, là bạn của cha mình từ xưa. Còn má của ảnh mình chưa gặp bao giờ. Ảnh có má nuôi nữa hả? Ảnh có một người má nuôi. Cha của anh Dũng Linh đó, đúng là một điền chủ giàu có. Nhưng mà sau đó dính vô một cái vụ tranh chấp kiện tụng gì đó, cho nên bị phá sản. Bây giờ mình hiểu rồi. Hồi nhỏ lâu lâu mới thấy bác cả dẫn anh Dũng Linh qua nhà mình chơi. Thì ra là gia đình ảnh dướng nhau chuyện như vậy. Chắc là do cha mình cũng sợ liên lụy. Cha con của ảnh sống trong nghèo khó một thời gian dài, rồi cha của ảnh cũng gầy dựng được một số ruộng đất. Mặc dù là gà trống nuôi con, nhưng mà ông vẫn cho anh Dũng Linh ăn học tới nơi tới chốn. Cho tới khi cha của ảnh qua đời, mặc dù số ruộng đất không còn nhiều, nhưng mà huê lợi của cái số ruộng đất còn lại đó đó cũng đủ để cho ảnh trang trải việc học. Vậy là má ruột của ảnh cũng mất rồi hả? Cái này mình không nghe ảnh nhắc. Má ruột của anh Dũng Linh là một cô đào hát. Sau khi má anh Dũng Linh sanh anh Dũng Linh ra, rồi bỏ đi theo gánh hát. Cha ảnh bỏ công bỏ sức đi tìm, mà không biết là có gặp không nữa. Mà sau này không thấy nhắc tên của má anh Dũng Linh nữa. Rồi ông cũng không lấy vợ ở vậy mà nuôi ảnh. Mà chuyện này cũng do má mình kể thôi à. Vậy mà ảnh cũng không kể cho mình nghe nữa. Hồi đó lâu lắm luôn, không thấy ảnh tới nhà mình chơi. Không ngờ anh Dũng Linh và Cầm Thư lại có một tuổi thơ thanh mai trúc mã như vậy. Cũng không ngờ số phận của ảnh long đong tới vậy. Từ trước tới giờ chưa bao giờ mình nghe ảnh kêu ca điều gì hết á. Tại sao vậy? Chuyện nhà của ảnh, ảnh lại kể cho Hồng Xuân nghe mà không kể cho mình nghe chứ. Thư nói gì vậy? Mình nghe không rõ. Không có gì. Mình chép xong hết rồi, để ngày mai mình trả cuốn sổ này cho ảnh. Em trả lại cho anh cuốn sổ nè. Sao cô Thư chép nhanh vậy? Mới đó mà đã xong rồi hả? Bộ hôm nay có ai chọc giận cô Thư hả? Sao những chuyện nhà của anh, anh lại kể hết cho Hồng Xuân nghe, mà anh không chịu kể cho Thư nghe vậy? Bộ trong lòng của anh
Hồng Xuân mới là quan trọng. Thư không có quan trọng sao? Chuyện này không phải như Thư nghĩ vậy đâu. Tôi phải nói với Hồng Xuân, nhờ Hồng Xuân chuyển lời cho Thư để dò hỏi ý của Thư trước thôi. Dò hỏi ý của em? Ừ. Từ nhỏ khi hai nhà qua lại với nhau ở Bạc Liêu, tôi đã thầm thương Thư rồi. Hồi đó tôi còn nghĩ sau này lớn lên xin Thư với cha qua nhà xin hỏi Thư làm vợ. Rồi cha tôi phá sản nên nhà tôi nghèo khó. Cha tôi mất, tôi ngày miệng lưỡi người đời đâm thọt rằng là đổ móc mà chòi mâm son, nên tôi không dám héo lánh tới nhà của Cầm Thư mà thăm cha má em. Cái tình thơ ngây ngày xưa chắc có lẽ đã bị chôn vùi nếu như tôi không gặp lại Thư trên đất Sài Gòn này. Tôi cũng không ngờ cảm tình xưa lại trỗi dậy mạnh mẽ, khiến tôi không thể kìm lòng được. Nên tôi muốn thông qua Hồng Xuân để nhờ Hồng Xuân nói chuyện với Thư để biết gia cảnh của tôi. Nếu Cầm Thư không chê gia thế của tôi nghèo hèn, một thân côi cút, thì tôi xin phép được cho tôi theo đuổi Cầm Thư. Cuốn sổ này tôi trả cho anh rồi đó. Tôi đi về đây.